Sau khi mà các bạn cài được cái VisualBox rồi á thì các bạn sẽ chọn vô tạo new new cái máy mới nha. Thì ở đây các bạn new bạn lưu ở bất kỳ đâu thì mình chú ý cái thư mục này của mình để sau này mình có thể copy cái máy này đưa cho bạn của mình, và bạn mình chỉ cần mở lên xài thôi, không cần cài nữa. Đấy là cái cách của máy ảo, nó rất là hay. Ví dụ mình cài một cái máy Win 7 hoặc Win 10, mình cài một lần thôi rồi mình lưu cái thư mục đó lại. Sau này mình cài cái máy ảo lên và mình chọn vô cái nút là Add chứ không phải là New thì mình mở cái máy mà mình đã cài trước đây rồi lên mình xài luôn. 1 phút 30 giây là có máy xài liền, không cần phải cài. Còn nếu như mà chưa làm được việc đó thì chúng ta chọn new một cái máy mới và các bạn sẽ đặt tên cho nó. Ví dụ như mình cài Win 7 thì mình đặt là Win 7, mình cài Win 10 mình đặt Win 10, mình đặt là bé Thu bé Hồng gì cũng được hết. Nhưng có một cái là mình không biết là mình đang làm gì thôi, cho nên là nếu như mình đang muốn cài Win 7 thì mình ghi là Win Win 7. Nó có cái hay, giả sử bạn ghi Win 10 đi, bạn ghi ở trên là Win 10 thì ở phía dưới nó tự động nó chọn Win 10 cho bạn luôn. Chỗ này bạn ghi chữ Win 8 thì ở dưới nó tự động nó chọn Win 8. Rồi mình ghi bé Hồng ở dưới nó không biết chọn. Rồi ok, mình đang chuẩn bị cài Win 7 thì mình ghi Win 7. Vị trí này bạn lưu ở đâu, tí nữa nhớ vị trí này. Bạn muốn cài hệ điều hành gì thì bạn chọn ở đây. Ví dụ như ở trên này mình cài Ubuntu thì tự động ở dưới nó chọn Ubuntu Linux cho mình. Nó nhìn thấy cái tên của mình là nó biết mình đang muốn cái gì thì dưới nó chọn giùm cho mình. Còn nếu mà nó không biết thì mình tự chọn nha. Nếu nó không biết thì mình tự chọn mình cài hệ điều hành gì, có Microsoft Linux Solar BSD vân vân, bạn sẽ cài phần mềm gì. Ví dụ như trong này bạn cài một cái phần mềm khác thì bạn chọn là Other, tức là không có trong danh sách, đây là những phần mềm khác nó không có trong danh sách thì bạn cài như vậy. Còn mình là Microsoft Windows Win 7, chọn Next. Ở đây phần này nó đang muốn mình chọn gì đây, chọn RAM, và nó có hai thông số. Thông số thứ nhất là RAM máy của mình là bao nhiêu, RAM thực cái nhé, RAM thực máy của thầy RAM là 16, RAM của thầy là 16, và nó khuyến nghị rằng máy ảo này chúng ta xài 2 GB thôi. Và các bạn nhớ chỗ này nè, RAM của máy ảo nhưng nó xài RAM thực nha. Máy là ảo nhưng mà xài thì thực. Khi mà RAM của thầy ở đây, nếu bình thường thầy chưa chạy cái máy ảo này lên thì cả 16 GB là dành cho thầy, là Windows thực của thầy xài, còn nó phân chia cho từng ứng dụng là khi mà các bạn xếp lên này là hai cái máy ảo này là 2 GB thì khi mà bạn sạc cái 17 ảo này này thì cái RAM thực của mình lúc đó chỉ còn 14 GB. Nếu bạn tăng cái này lên, bạn nói rằng bạn cho máy ảo RAM nó cao cao một tí để cho nó chạy nhanh thì bạn tăng lên 8 GB chẳng hạn, thì lúc này RAM thực của máy này còn mấy? 8 GB. Mà máy thực nó còn 8 GB mà nó phải dành đi một phần để nó chạy VisualBox nữa. Cái VisualBox nó xài RAM là riêng, còn cái phần 8 GB đó để dành cho cái Windows 7 mà mình cài ảo bên trong là riêng. Cho nên thực chất khi các bạn sạc cái máy Windows 7 ảo lên á, nó xài chắc cũng phải cỡ 9, 10 GB, 9 GB chứ không phải là 8 GB đâu.
tán đi là nó cắt một phần nó bỏ đi rồi nó không quan tâm rồi, để xài cái thằng nguyên mẫu như bên đâu ấy. Còn riêng cái Gizmod rồi nó phải xài thêm một miếng nữa cho nó, cho nên là mình mất khoảng độ 80 triệu đi chính vì vậy. Thì máy của mình bây giờ ra nó còn khoảng độ 7 triệu, và lúc này thì cái máy của mình máy thân đó nó sẽ chạy chậm, mà nó chạy chậm thì cái nguyên ảo bên trong nó chạy nhanh được không? Không được. Cho nên khi mà chúng ta tạo thì chúng ta nên theo cái khuyến nghị của nó, nó nhìn thấy mình cài nguyên 7 thì 2 gram là đủ, cho nên nó khuyến nghị. Còn nếu các bạn muốn nhanh thì nhanh lên khoảng cỡ 3 gram thôi, không được nhiều. Và chỗ này nó có cái màu xanh để cho mình tăng lên, và tăng đến đây là maximum là 11 GB. Nếu mà tăng lên đây là máy mình rùa bò luôn. Mặc dù là máy ảo của mình là 13 GB, nhưng máy thực còn có khoảng cỡ 3 GB, và 3 GB là cực chậm thì máy ảo nó cũng không nhanh được. Rồi mình để chỗ này 2 GB theo khuyến nghị của nó. 2 GB thì bạn có thể xài là 2000 cũng được, hoặc là 2048 cũng được, không quan trọng. Nét ổ cứng này là ổ cứng ảo nhưng xài dung lượng thật, nhưng mà nó có cái được hơn RAM là gì? Nếu như bạn cài chỗ này, ổ cứng của bạn là tạo một cái ổ cứng mới, cái chỗ này là không xài ổ cứng nè, chỗ này là tạo một ổ cứng mới nè, chỗ này là ổ cứng đã tồn tại rồi, tức là trước đây bạn đã từng cài Windows rồi, bạn đã từng cài Linux rồi, bây giờ lấy cái ổ ảo đó mang qua đây xài, hoặc là bạn chép những cái sột, những cái phần mềm, những cái đoạn phim, những cái bức ảnh vào một cái ổ đĩa ảo trên cái máy nào đó, và bây giờ bạn muốn lấy cái ổ ảo đó qua cái máy này để mở lên xài, thì chúng ta chọn là đã tồn tại một cái ổ đĩa ảo, tức là một cái file nó chứa đựng những cái mà chúng ta đang nói. Mình chọn là tạo mới, rồi chọn create. Nó nói nè, khuyến nghị độ lớn của ổ cứng là 32 GB, khuyến nghị độ cứng là 32 GB. Đó là ổ cứng khuyến nghị ha. Kiểu của ổ cứng thì mình chọn mặc định luôn VisualBox Disk Image. Rồi ổ cứng này là độ lớn của nó thì sẽ thay đổi hay là fix với lại cái size của mình. Như vậy thì chỗ này, cái chỗ này nó rất là hay nè. Khi mà bạn chọn là Dynamic là động á, thì bạn mới tạo nó chỉ có mấy ký thôi, mặc dù là bạn để là 32 GB, nhưng mà dung lượng nó có mấy ký thôi, và nó không chiếm dung lượng. Khi bạn cài Win 7 lên, giả sử như là 3 GB, thì lúc này cái file mà chứa cái ổ cứng ảo á là nó tăng lên 3 GB. Bạn chép vô bộ phim là 500 MB thì nó lên 3 GB rưỡi. Bạn chép vô cái gì đó 1 GB nữa thì nó lên 4 GB rưỡi, và nó sẽ tăng dần 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 dần. Còn nếu như mà bạn chọn là fix size thì dù là bạn chưa cài Win nó cũng chiếm 32 GB trên ổ cứng thực của mình, thì tốt nhất là mình chọn là Dynamic. Và khi ổ cứng của các bạn bung hết cỡ 32 GB thì nó không cho nữa, nó không cho nữa. Rồi Net, và đây là nó khuyến nghị ngay lúc đầu là 32 GB. Bây giờ thầy không thích 32 GB mà thầy thích 32.000 GB, được không? Được không? Dù máy của thầy chỉ có 500 GB thôi, được mà. Bạn tưởng tượng bạn có một cái chai như thế này, và bạn có một cái bong bóng mà tổ chức sự kiện á, một bong bóng mà hai người ôm á, bạn lấy cái bong bóng đó bạn bỏ vô đây được không? Sao không được, bạn chưa thổi lên mà. Đúng không? Lúc mà bạn chưa thổi lên bạn đâu làm gì bỏ không được,
Nhưng mà con đóng hay nữa ông đó, bạn có thể bỏ cả một mét khối gì đó luôn. Ví dụ bạn có một cái khối gì đó cực lớn, một mét khối, bạn bỏ vô đó được. Nhưng nếu như mà chưa thổi lên thì bạn bỏ vô đây được. Thì nó dạng như thế này, là mình xài dynamic. Mình xài dynamic thì bạn chọn với 32.000 viên vẫn ok. Bởi vì thực ra đó, thì khi mà các bạn tạo mới á, nó chỉ có mấy ký thôi. Mình chưa xài nó có mấy ký rồi. Khi nào mình xài nó mới lớn rồi, ok, nó cho 2T, mình chọn fit 2T. Mặc dù máy của mình là sao? Máy của mình là chỉ có 500G, ok. Không sao hết. Ổ cứng của mình là 2T. Như vậy thì chỗ này nó có cái lợi là gì? Mình xài máy ảo nhiêu cũng được. Nhưng mà đến lúc mình quên á là nó xài hết của mình luôn. Nó xài sạch sành sanh cái ổ cứng mình luôn. Còn nếu mà mình setup là 32GB thì đến 32GB là nó dừng, không thể lớn hơn được nữa. Thì tùy. Rồi, ok. Khi mà mình đã có được cái máy ở đây rồi thì việc của chúng ta là các bạn sẽ vào setting. Các bạn vào cho thầy cái phần ổ đĩa. Ổ đĩa. Vào đây thì nó có hai cái, một là ổ cứng của bạn, hai là ổ CD. Cái chỗ mà hôm trước mình xem trên máy thực á, ổ CD. Vì ổ CD này chúng ta sẽ ẹt vào một cái ổ cứng, ổ CD ảo, thì chúng ta bấm vào đây. Và nếu như trong trường hợp mà máy của thầy nó tải xong rồi thì mình mới ẹt vô được. Còn máy mình nó đang tải còn chút xíu nữa. Thì chỗ này các bạn sẽ chọn là đưa cái file EOS vào. Tìm đến cái vị trí mà mình đang lưu cái file EOS mình tải về đó. Bạn lưu ở đâu thì bạn vào đấy để bạn tìm file ảo của mình. Ví dụ chỗ này đi, nó có một cái file ảo nè, bạn chọn vô, open lên. Còn chúng ta cần là cần cái file Windows. Máy ảo. Trong này có rất nhiều file, nhưng mà khi mà thầy bấm vô chắc chắn là nó phải chờ tải. Bởi vì tất cả là nó ở trên đám mây hết nè. Thì cái này nó đang tải. Thì khi mà chúng ta chọn tải xong, chọn Open. Đây nè, nó đang tải 89%, nó chưa cho. Khi nào mà tải xong thì nó sẽ cho. Ha. Cho thì lúc này chúng ta sẽ add được vào đây. Và chúng ta lấy, chúng ta sạc lên là chúng ta cài, chạy thôi. Đó, như vậy đợi tí xíu để cho nó tải xong cái đã. Đúng rồi, em đang chạy rồi đó. Em đã chạy được Win 7 rồi đó. Thì tất cả mọi trải nghiệm bên trong đều giống như máy thực. Tất nhiên nó cũng có một vài cái hạn chế, nhưng mà nó gần như là máy thực. Được, em nhấn Control Enter. Thử coi. Control Enter được không? Hả? À, tại vì cái độ phân giải của em set nó nhỏ. Em vô em set cái độ phân giải cho Win 7 của em lớn lên. Đó, em set cái độ phân giải nó lớn lên thì nó sẽ tự động nó lớn lên. Rồi, thầy đã tải xong ha. Thì ở trong này thầy sẽ vô thầy chọn lại. Rồi. Software. Máy ảo. Win 7 ha. Open lên. Ok. Chúng ta đã có được cái máy ảo của chúng ta là Win 7 rồi đấy các bạn. Đây. Chúng ta chọn Win 7. Ok. Như vậy thì trong cái phần setting, khi mà các bạn chọn xong, các bạn sẽ thấy ngay là nó nằm ở dưới này nè.
bạn đã có win 7 nè. Ok, bây giờ mình bấm chạy ha, start lên. Khi mà các bạn start lên thì nó bắt đầu cài đặt win cho chúng ta. Đây là chiếc máy ảo của mình. Đó, y chang như là chúng ta đang cài máy thực, không có gì khác hết. Rồi, setup. Win hồi nãy, RAM của mình hồi nãy để có 2GB, cho nên nó chắc nó hơi chậm. Nếu bạn muốn thay đổi thì bạn set down nó đi, rồi bạn vô setting, bạn thiết lập lại cái RAM cho nó, thì nó sẽ lớn lên được, RAM nó sẽ lớn lên. Rồi, bây giờ mình cài bình thường ha. Ở chỗ này chúng ta chọn Win 7 nè, cài đặt nè. Ổ đĩa hồi nãy chúng ta chọn 2T đó mấy em. Đây nè, giờ nó lên 2T nè. Rồi, bây giờ trước khi cài đặt nha, mình ra mình xem thử là cái máy ảo của mình hiện nay nó là bao nhiêu. Mình coi thử cái đường dẫn của nó. Phần setting, mình sẽ coi thử là hệ thống của mình là đang ở đâu. Đây, ổ C nè, User, VisualBox, ổ đĩa C, User, VisualBox, phải không? Đâu? Đâu nữa? VisualBox VS Win 7. Đây, ở dưới này, Win 7. Và nó có là Win 7 Visual Disk. Nó có bao nhiêu đây? Bao nhiêu cái này là bao nhiêu đây? Có 9. 9 mè. Mặc dù là đĩa của mình tạo là 2T, nhưng mà chưa làm gì hết thì nó có 9 mè thôi. Thì sau khi mà chúng ta cài Win xong thì các bạn sẽ thấy nó bao nhiêu mè nhé. Nó khoảng cỡ, chắc khoảng cỡ 3GB. Win 7 thì nó khoảng cỡ 3GB. Đó. Win 10 bao nhiêu? Win 10 mình cài bộ Win của mình hiện nay bao nhiêu các bạn? Mấy? Mấy nào? 4,5GB hả? Bây giờ nếu mà mình cài Win, cài đồ hết là cái đĩa của thầy là chưa có gì mới nè. Hả? Đĩa của thầy là chưa có cài gì nhiều á, là nó có dung lượng là 81GB, mà chỉ mới cài Win, cài Office, cài sơ thôi, nó chưa có gì đặc biệt á. 81GB khá là lớn. Rồi, Win 7. Ở chỗ này nó nói là với cái VisualBox này nè, khi mà bạn click chuột vô trong á thì con chuột và bàn phím nó sẽ dành cho máy ảo. Nếu bạn muốn thoát ra ngoài thì bạn dùng right control để bạn nhấn vô và nó bỏ cái, bắt con chuột của mình đi. Ok. Bây giờ khi mà mình click chuột vô trong, Windows ảo đang chạy nè, thầy rê chuột, mất chuột rồi nè. Nó ăn mất con chuột rồi. Bây giờ mình nhấn right control là con chuột mình nó xuất hiện ra lại. Ha. Ok. Này, con chuột nó đang ở ngoài nè. Chuột đang ở ngoài nè. Thấy không? Click chuột vô nè. Mất nè. Bây giờ thầy rê ra là nó mất. Đó thì cái phần nếu mà rê ra rê vô á, nó có cái trạng thái cập nhật tự động focus và tự động bỏ. Còn nếu mà nó không bỏ được thì mình nhấn right control nó sẽ bỏ cho mình. Rồi, setup Win 7 tương đối nhanh. Win 7 nó setup nhanh lắm.
thời trong quá trình cài đặt Win thì nó sẽ đang setup hệ thống cho mình. Và các bạn chú ý nè, rồi nghe đi. À, các bạn cố gắng cài máy ảo lên, cài Win, cài phần mềm trải nghiệm trên này, để mà sau này các bạn tự tin cài cái máy thực của mình. À, không có gì ngại hết, cứ cài được cái máy ảo thế là xài được rồi đấy các bạn. Được, từ từ khi mà các bạn mở lên thì cái máy ảo của mình giống y chang như một máy thực. Vô mạng không được thì kiểm tra lại kết nối mạng, nó có phần kết nối mạng á. Rồi ví dụ như là máy của mình, chúng ta đã thấy được là đây kết nối mạng nè, network, máy của thầy là đã internet access rồi nè. Đó, thì bây giờ ở trong này mình vô mạng thử coi. Rồi ok, thử coi VN. Cũng có thể do RAM, cũng có thể do mạng. Nó hơi bị chậm đúng không? Chậm á, chứ không phải không vô được. Rồi kể cả bên trong này các bạn xài kẹt âm thanh cũng y chang luôn. Nó hỏi là xài phần mềm nào là mặc định. Mình có thể xài Chrome hoặc là xài Microsoft Edge. Chrome nó yêu cầu là phải có cái RAM nhiều, nó tốn RAM nhiều hơn. Nhưng mà thầy thì thầy đang xài Chrome bởi vì nó thích hợp nhiều thứ. Đúng rồi, đúng rồi, người ta đang chuyển dần qua Microsoft lại rồi đó. À, cái màn hình này thì chúng ta sẽ chỉnh lớn lên bằng cách là chúng ta sẽ nhấn Control Enter trên này. Control Enter thì nó sẽ cho mình lớn lên, hoặc là Windows ở đây cho ở chế độ xem full. Của sau này Control Enter nó không ra ta. À, cái đó thì thấy rồi, nhưng mà nghĩa là chọn chế độ xem full đó, view full nè, hot F. Ok, hot tức là cái nút Windows của mình á, chọn hot F. Hot F, hot F, chuyển chế độ. Rồi khi mà bạn có chế độ này rồi, tại vì cái màn hình của mình, màn hình thực á, là độ phân giải nó cao, nhưng mà Win 7 của mình là đang xài chế độ là độ phân giải thấp, cho nên là chúng ta chọn cái độ phân giải cao lên thì nó sẽ tự động nó lớn ra. Đó, được chưa? Nó tự động nó lớn ra. Người chọn độ phân giải phù hợp với cái máy của mình thì nó sẽ tự động nó full màn hình. Rồi nó full đến đó thôi. Rồi, đây là chế độ full màn hình. Mình muốn thoát chế độ đó thì Windows F. Đó, thoát chế độ này ra. Khi mà bạn thoát chế độ ra ngoài thì nó bị che phía trên, che phía dưới thì nó mất. Thì mình phải set lại cái độ phân giải phù hợp cho nó. Rồi cái này nó vẫn còn bị che.
Rồi ok, như vậy là vừa. Và chúng ta xài cái Win 7 này. Đấy. Rồi ok ha. Như vậy các bạn về nhà cài cái Win 7 lên rồi trải nghiệm giúp thầy. Mình vẫn sit down bình thường nhé. Y chang vậy luôn. Rồi xong nha.